Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 4, xã Dế Sư Phình, huyện Mù Căng Trải đã công bố quyết định bản Dế Sư Phình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là bản đầu tiên của huyện đạt nông thôn mới. Dư lễ công bố có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Năm 2020, xã Dế Sư Phình, huyện Mù Căng Trải đã lựa chọn bản Dế Sư Phình làm điểm xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, tri bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể trong bản đã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Huy động trên 720 triệu đồng để xây dựng các tiêu chí bản nông thôn mới. Nhờ đó, đến cuối năm, bản đã đạt 15 tiêu chí bản nông thôn mới. 100% đường trục bản và đường ngõ xóm, 66% đường nội đồng được bê tông hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, gần 90% hộ có nhà kiên cố đảm bảo ba cứng và hiện chỉ còn 16 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 90%. Với những kết quả đạt được, bản dế Su Phình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 ghi nhận những kết quả mà bản dế su phình đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới lãnh đạo huyện mù căng trải mong muốn đảng bộ xã dế su phình và bản dế su phình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa phát triển công nghiệp tiêu thụ công nghiệp thực hiện có hiệu quả và duy trì tốt các tiêu chí đã đạt để xã sớm cán đích nông thôn mới